Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế nâng cao đời sống, được Hội Phụ nữ huyện Bảo Yên tích cực triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả. Hội Phụ nữ huyện Bảo Yên đang tín chấp với các tổ chức tín dụng cho hơn 4.800 lượt hội viên vay. Vận động tiết kiệm tại các chi hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn được hơn 7,4 tỷ đồng, giúp hội viên có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế. Tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên phụ nữ. Đặc biệt, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế được hội viên phụ nữ toàn huyện đẩy mạnh. Chỉ tính riêng 2 năm gần đây, đã có gần 2.900 hội viên kinh tế khá, giàu, giúp 976 hội viên nghèo bằng các hình thức phù hợp, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.